Nhà mình đón xem tới nhà em có món gì, đón đến sẽ có quà. Hôm trước ấy, có một chị Phan có nhắn tin hỏi Lan là em lấy chồng nước ngoài như vậy có chuyện nước ngoài hay không. Rồi những lúc bắt đầu quan chị có nhắn tin với tâm sự với em, nhưng do em bận quá nên chưa có thời gian trả lời chị. Hôm nay em làm cái video này thì em trả lời những câu hỏi của chị. Nếu chị có xem video của em thì nhắn tin trả lời em nha. Theo em nghĩ là vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, nhưng mỗi gia đình có cách giải quyết riêng. Như vợ chồng em thì kéo lắm. Em nhớ có một lần hai vợ chồng cãi nhau thì cũng rất là to đấy. Anh chồng thì tức quá vì không cãi lại em. Lúc đấy chồng em mới chuyển sang cãi em bằng tiếng Nhật. Thực sự thì em không có biết tiếng Nhật. Sống chung rồi lấy chồng đến nay cũng 5 năm rồi, nhưng tiếng Nhật của em thì rất yếu. Thật sự thì tiếng Nhật của em thì tiếng có tiếng không, vì vợ chồng em chỉ do tiếp cận tiếng Anh. Chồng em thì không có biết tiếng Việt, em thì em không có biết tiếng Nhật, nên những lúc giận nhau hoặc cãi nhau như vậy ấy, thì chồng em lại mắng sang tiếng Nhật, còn em thì em cãi lại nhanh nhẹn bằng tiếng Anh, tiếng Việt. Cho nên vợ chồng em không có hiểu cái ngôn ngữ cho lắm. Cho nên những lúc như vậy ấy, thì chị em chỉ biết cười cười thôi. Em nghĩ nhiều lúc không biết tiếng thì cũng là một cái hay. Lúc mà vợ chồng cãi nhau á, thì có thể mắng nhau bằng ngôn ngữ của tiếng bạn bè. Hai bên thì cũng có biết chút ngôn ngữ của nhau cho lắm. Cho nên em nghĩ là sẽ không có bị tổn thương hay là giận hờn lâu. Đấy là cách giải quyết những lúc căng thẳng của hai vợ chồng em. Còn gia đình của chị như thế nào ấy thì em cũng không có biết cho lắm, vì người trong cuộc mới biết được cuộc sống của mình ra sao và như thế nào. Mình nghĩ là trong cuộc sống hôn nhân thì cũng có rất nhiều vấn đề, nhưng chúng ta phải biết nhìn nhận nhau, yêu thương nhau, biết đủ là hạnh phúc. Nên em cũng mong gia đình chị thì sẽ vượt qua cái giai đoạn này nha. Quay lại với món ăn của nhà mình hôm nay. Hôm nay thì bếp nhà Lan nấu món salad khoai tây. Nguyên liệu nấu hôm nay thì cũng đơn giản thôi. Mình dùng hành tây, dưa leo với lại một vài củ khoai tây. Bạn nào không biết nấu ăn ấy, thì cứ thường xuyên nấu như Lan. Nấu riết ấy, tay nghề thì cũng lên hẳn. Mình nhớ là cách đây 3-4 năm về trước, lúc đấy thì mình đi làm trước không có thời gian nấu ăn. Một phần thì lười nấu, vì mỗi ngày thì mình làm từ 11 đến 12 tiếng trên một ngày. Thời gian bắt đầu làm việc thì từ 10 giờ sáng tới 10 giờ tối. Tan ca xong thì người cũng mệt rã ra, về nhà thì chỉ muốn đi ngủ thôi. Vì không có thời gian nấu ăn nên mình còn mua thức ăn ở bên ngoài. Hành tây sau khi bào sợi thì mình rửa sạch với nước, rửa qua vài lần cho nó bớt cái mùi hăng nha. Sau khi rửa xong với nước rồi thì mình ngâm một ít muối. Mấy bạn ngâm tầm 10 đến 15 phút. Lúc bào dưa leo với hành tây mấy bạn cẩn thận tí nha. Cẩn thận chứ trượt tay phát là bị đứt tay đấy. Dưa leo thì mình cũng ngâm với một ít muối, ngâm tầm 10 đến 15 phút. Khoai tây thì Lan luộc tầm 20 phút. Luộc đến khi nào mà khoai tây nó mềm ra thì được. Nhà mình có ai hậu đậu như Lan không?
Nhiều lúc ấy, mình quay video xong quên bấm nút lưu lại, thế là video mất tiêu, mất công lại quay. Cái bước này ấy, thì mình quên bấm nút lưu mất tiêu rồi, nên các bạn chịu khó dùng muỗng dầm nhuyễn khoai tây ra. Mấy bạn trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau, cho thêm một ít muối, một ít tiêu và một ít mayo. Bạn nào thích ăn trứng thì bỏ thêm trứng vào nha. Lưu ý là trứng đã luộc chín rồi thì hãy bỏ vào. Video nhà mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.